Còn là xin. Ấy. À. À. Ờ, tít tít. Ăn hết bát này đi. Ăn hết rồi, luôn ăn hết thì nào. Đưa đây. Đưa đi rồi. Thật là. Ăn hết bát này. Này. Anh đợi. Ăn đi còn ăn uống thuốc. Ừ vậy. Đấy ăn đi. Út cắn được. Nào nào nào. Nào. Mất tụ phò đấy. Ui. Anh đất. Để cấu lại à. Ăn đi. Xuống đây thế này. Nhiều nhỉ. Nhiều còn lớn. Thằng này thì lươn lẹo và cục túc, con này dây rất là nhanh nhá. Cái gì mà lươn lẹo? Chị bảo em lươn lẹo á? Cái gì lươn không? Sở hai tính nha, đặc trưng của bọn này. Con này rất là nhanh. Chị nói em thế hả? Lộn, lộn. Mày nói tiếp đi. Anh trai của em không nhỏ lươn đâu. Trai của em hơi tuyệt vời là chị không biết tôi. Đâu phải như em trai chị đâu. Ê chicken good, video chicken good thing. Nếu khi ăn full, ăn sự quýnh mình. Chị bảo ăn cho khỏe đi. Ăn cái gì mà ăn? Ăn. 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 Không ăn xong gói về được. Tôi nghĩ người ta làm nhiều vậy. Ăn đi, sới bát nữa nha. Ừ, tốt. Nha. Ăn xong thì sới bát nữa. Đây, thịt bò đây, làm miếng. Làm miếng thịt bò đi. Ừ. Làm mồm đây. À. Ăn đi. Mẹ ăn cơm mặt xị. À, cơm mặt xị. Thịt bò. Bíp. Không phải thịt lợn đâu mà sao. Gọi nước mưa hầu cho bọn này à. Là bì. Là bì hả? Đấy, thằng này. Thịt bò. À. Cái kia đâu bàn kia kìa. À. Phong mà. Ừ, thì thằng Phong. Con ăn đi, con ăn đi. Chị, ăn đi uống trà. Chị. À, thịt bò. Ừ. À, bí đau cái gì? Thịt bò. Ý cái mà sao mình để như cái bà biết thì lúc bà bữa nên là không mà thật mà nó. Bí đau uống nước lọc. Thịt bò không biết thịt lợn thì không, đùa chả. Trà của bò. Đâu? Ở đây, trà đây. Trà đẹp. Buồn lên cái. Ăn nhanh, ăn nhanh. Ăn nhanh, ăn nhanh. Bia sáng nhà ở đây ông bà. Có ăn rồi mà hôm nào đánh nhau. Đến giờ ăn là nó ốm. Đến giờ ăn đánh nhau. Đâu rồi ăn là ốm. Đến giờ ăn là ốm. Nà xin nhá, cô lân bằng ăn. Ốm lắm không ăn. Không ăn. Nhưng mà đến giờ đi chơi này, đi ra biển này, ăn xoài lắc này, ăn đồ ngọt này, nước lạnh này, uống trà đào này, thấy ốm. Là lúc ấy là tự nhiên khỏi ngang ấy. Kiểu thế nhỉ. Ăn đi ăn cái. Ăn. Bữa tính mà tắt mất cái. Ờ chờ mà cái này thì lắc cái bà như là. Bên giờ ăn cơm là ép cạp, ép bún. Nó ốm. Đấy, bây giờ nó ốm rồi. Nó ốm rồi. Út út trang đứng dạng của một tợ sinh động rồi. Nào sao comment út. Út đang tầm 10 nữa. Đây, sới thêm. Đi không ăn. No. No. Một. Nó mất. Một con vịt hai cái hai cái. Ô trending của rốt hoàn cả mấy số cưng. Mà đàn như kiểu muốn cầu cứu nhưng mà kệ thôi. Hay. Cặp đôi này ở Việt Nam người ta gọi là chi phèo đi nâng. Còn ở Indo người ta không là. À đi. Là, à. Thì đừng ngài yam mình có thể hài yam. Bố với cấp bố. Ừ, bố với cấp bố. Nó chỉ không nói tiếp đi. What is the name? Thịt mẹ em chỉ hồ bơi luôn. Daripada kalian tapping hit comment, kalian tapping uut aja nggak apa-apa guys. Selang.
Undang-undang tak ke ba nek dau. Lah bene sugeng terus njaluk di plester kok. Wae. Dau ku nang. Ya, kok sentak kok kok uu apa Mas? Uu uu. Anh đi không phải nhìn nườm gì, anh đi còn còn phải đùi nữa kìa, kìa. Này còn nhiều lắm, anh đi. Đây này. Cho gì chả cho nước mắm. Yeah. Em cho anh một cốc dưa hấu nữa vậy nhé. Ok, finish. Anh đi xu. Dậy ăn, anh nghĩ để cho dậy ăn. Dậy ăn. Tít bò. Tít bò. Tít gà, tít lợn. Tít gà, tít tít. Chắc chắn sẽ uống là tít thật. Sang kami urut deh, jadi bapu. Ini tidur guys, jadi jilbabku kayak lungset gitu. Terus gak usah bahas jilbabku toh. Chuyện gì mà chuyện không? Có vẻ phải xem trận chung kết đá bóng. Bây giờ lên đến 30 mấy triệu rồi, sợ vãi. Đâu, mình có 15-20 triệu thôi. Em thấy 30-20. Khó nhỉ? Anh đất ăn. Đang ăn mà. Ờ. Giữ tấm mất tiền ra. Rồi, chị bảo con đấy không muốn là uống gì kìa. Đấy. Don't drink cold. Oh yeah. Good everyone. But you are coughing. No. Lại không. Lại không uống. Ủa, chạy cái dừa của em bên đâu rồi? Đấy, đang bên cạnh tay trái mày đây. Nó uống từ nãy giờ đấy thôi. Mà nó quên tay vô răng của nó lại. Vì không được uống được. Ok. Hả? Được rồi. Uống được rồi. Nó lạnh rồi nó đá. Cái hấu quả hàng. Đấy là nguyên lý của chị nào không phải tao. Hỏi là không được uống đá đau họng thì nó không, không đau. Nhưng mà tí nữa mà hễ bảo nó ăn. À. Là họng good. Đau không ăn được. Good. Good job, Ran. Good job, Ran. Good job, Ran. Thì ăn súp lơ. Ôi, cái này cầm đau quá vậy. Berapa ni putih? Kembang apa lu bilang berapa ni putih? Sorry ya, aku bukan nama, aku nggak tahu namanya. Ini yang sebenarnya. Apa yang tujuh tujuh tujuh? Thì có điều là không có xe đón mình sân bay thôi. Kenapa sih orang-orang pada nontonnya orang perasaan gak ada yang lucu? Nah, gue juga gak berharap ditonton sama lu yang komen itu. Gak usah nonton, udah tau gak tau. Hey. Andi. Ya. Con này bắt mẹ idol trên live đi. Bắt mẹ cái gì? Why you not idol? I ate already. When you are still checking, taking photos, being model. So that's where I'm either. Chuyện này phải sao vậy? Mai bốn vậy. Cái gì? Chuyện này phải sao vậy? Ai biết? Ayam sama babi tuh beda. Ayam nggak ada itu nya. Em bisa có bếp mang sao là không bốn hả? Sama punya daging. Chị. Anh em có cái cả. What? Pork. 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 No pork. Nhưng cái đó là nè pork. Pork. Kabeh iki ayam karo sapi. Oh, tit lợn. Tit bò. No tit tit pork. Tit lợn. Tit lợn. Mình có hai cái cánh như vậy. Lăn lợn, lăn lợn. Bò, nè, bò. Hả? Đâu bò? Yeah. No pork.
Đúng có mà, giống nhau mà. Đúng là bên cạnh. Cười hay bóc không? Ai bóc, ai bóc, ai dưới bóc. Ủa đi. Ai bóc, ai bóc. Stop, anh coi. Mày im mồm đi mà ăn đi. Anh, stop. Cái khúc ăn thì thằng Đạt không thể bênh được đâu. kiểu bị nó không liên quan. Đi bà nà. Đạt bị đá đồn kè. Bị đá ít. Ok. Food ok. Nhìn cái. Food ok. Ok. Oh yeah. Perfect couple. Tutorial biar lipstick gak kena. Gak habis ya. Hilang, tetepan. Pengen ngerti lah. Belian ususmu, usus langsung. Ini tuh daging sapi. Apa sih kok? Ini tuh jeruk. Di sini bergurau di jebak lu. Kenapa? Jebak punya apa? Iki ke goro-goro turu, guys. Aku mangki turu. Kayak sego. Ini tuh kayak salad. Ini ayam. Yes. Watermelon. Ini lemon. Oke, daging. Wes. Iki manset. Aduh, sapinya kemana itu? Bodohku ketok mah ini baik. Nhanh gì? Em đến cùng bố làm gì nữa? Mà ăn là còn... Em biết, bà là phút bán đấy. Bà là phút bán đấy. Nha bố. Cổ rô thì sẽ ngắp chứ đi bê. Bà là phút bán đấy. Ồ, cái rụt chạy ấy.
Kalau aku balas. Nyontih dari dama. Ujak ini. Dari dama. Jika saya jangan berdolin ya. Kok ada kerupuk eh? Kau udah bisa masuk 2-3 kau. Sumpah aku rasa nyumpet. Gak sudah jipuk lah aku. Cik tahu biom ah? Semua biom karena tak tular. Gue sembuh semuanya baru sakit. Kalau mau jalan sih. Oke, aku bisa bangun 6 deh. Udah kurang. Sholatnya yang tiba datang gede. Mbak Uut pada sunat sunat. Lo tak kok sholatnya yang di? Mbak netizen itu nanya mulu. Heran gue, lu kira wawancara ini nanya mulu dari tadi beres-beres. Bilang lah sholat lah, bilang apalah. Semua ditanyain heran. Emang kalian mau sholatnya yang datang gede pintu berai kebu. Kita mau ambil nasi dulu. Nasi. Daripada weneng rumah sugeng pindah ora nasi keleki kowe iki. Joko ki lho. Golek Joko, Joko, Joko ngarit. Ah! Joko setan. Dipate wuwut. Wes benakane nek angel. Ihuda. Malah kok lebone. Wes dihujat. Aku minum teh dulu.